Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm tú đích nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 191, Khắc tinh trời sinh 2. Các vị phu nhân, tiểu thư bên cạnh, ít nhiều cũng nghe ra được chuyện gì đang xảy ra, Mạnh thị bệnh nặng, chỉ nằm chờ chết, Tập thị và Trương Lạc nhất định nước lên thì thuyền lên. Trong phủ càng ngày càng có địa vị bắt đầu ức hiếp Trương Huỳnh không có nương làm chỗ dưa. Trương Lạc nhìn thấy ánh mắt phức tạp của những phu nhân, tiểu thư xung quanh, cũng nôn nóng, nàng ta suy cho cùng còn ít tuổi, cũng chỉ có thể giả bộ đến mức này, khóc lóc nói, ở đây còn có vi gia tiểu thư, thẩm vân khanh nói không chắc chắn đúng, ngộ nhớ cô ta và đại tỷ thông đồng với nhau, hỏi vi tiểu thư một câu, xem lúc đó nàng nhìn thấy những gì kế hoạch này của nàng ta là cùng vi ngưng tử tâm ý tương thông thế nào vi ngưng tử cũng nghiêng về phía nàng ta chỉ cần vi ngưng tử nói trương huỳnh cố ý rơi xuống nước như thế sẽ hoàn toàn khác vi ngưng tử cũng thấy kinh ngạc nàng ta cố ý ở một bên giật dây trương lạc ra tay với trương huỳnh là cũng có mục đích của mình chỉ cần trương lạc rơi xuống nước những người khác tất nhiên sẽ hỏi nguyên nhân ý nghĩ của nàng ta là vân khanh trong người mang hận trương huỳnh nhất định sẽ nói Trương Huỳnh đẩy Trương Lạc xuống nước. Đến lúc ấy nàng ta chỉ cần lại đứng ra nói Vân Khanh làm chứng giả. Thật ra Trương Huỳnh chính là không cẩn thận mà rơi xuống nước. Như vậy có thể cùng Trương Huỳnh giao hảo, bán cho người ta một mối nhân tình, lại có thể nói Vân Khanh và Trương Lạc cùng nhau tạo chứng cứ giả, phá hỏng danh tiếng của Vân Khanh. Đáng tiếc, đến bây giờ mọi chuyện hoàn toàn thay đổi, Trương Lạc không rơi xuống nước, ngược lại là Trương Huỳnh vì ngưng tử biết tính cách của Trương Huỳnh, tuy rằng nóng vội ngang ngược, nhưng hoàn toàn không phải là cơ mưu, cái này có thể chính là do Trương Lạc ra tay đẩy xuống. Nàng ta tâm tư kín đáo, nhìn sự việc cũng không như bình thường, tuy rằng thân thể mẫu thân Trương Huỳnh ốm đau, nhưng cậu của Trương Huỳnh ở Kinh Thành là tam phẩm lại bộ thị lang, mạnh thị và đệ đệ lại từ nhỏ nương tựa bên nhau mà lớn lên, đối với người làm tỷ tỷ là mạnh thị này kính trọng như mẫu thân, dù mạnh thị mất. Trương Huỳnh cũng không lưu lạc đến mức thành người không có địa vị. Đáng tiếc tính toán rất tốt, nhưng hiện thực luôn khiếm khuyết. Vì ngưng tử hơi suy xét một chút, lắc lắc đầu nói, ta và biểu muội ở một bên ngắm hoa, không chú ý đến bên này. Ngươi, Trương Lạc dù thế nào cũng không nghĩ đến vi ngưng tử lại nói ra một câu như vậy, ngươi. Vân Khanh lúc này quay đầu nhìn Trương Huỳnh, đầu tóc tán loạn, trên mặt cũng ẩm ướt, cả người khoác lên áo choàng lớn như thế, còn đang lạnh run, sắc mặt có chút trắng bệch, bề ngoài như vậy tuyệt đối là một cơ hội vô cùng tốt, có thể lợi dụng, liền xem Trương Huỳnh có thể hiểu được hay không. Đang đón nhận ánh mắt của Vân Khanh, Trương Huỳnh thấy trong con ngươi đen tối của Vân Khanh là cái bóng chật vật của mình, nàng bỗng nhiên hiểu ra, quay đầu nhìn vẻ mặt đẫm nước mắt của Trương Lạc, bàn tay trong áo choàng tàn nhẫn cấu bên hông của mình một chút sau đó quay sang toánh xuyên hầu quỳ xuống, hai dòng lệ từ trong mắt chảy xuống. Cha, tuy rằng bình thường tính cách của nương rất thẳng thắn, nhưng người cũng là hầu phủ phu nhân, là thê tử kết tóc của cha. Muội muội nếu bình thường có gì không vừa lòng với con, có thể tìm đến con, nhưng không được nguyền rùa nương. Chỉ có điều, hôm nay trong phủ có hoa yến, khách quý nhiều như vậy, muội muội vẫn luôn hiểu chuyện, dù kích động đến thế nào đi nữa, cũng sẽ không đẩy con vào nước chuyện này cũng không liên quan gì đến các nàng, là lúc hai chúng con ngắm hoa, không cẩn thận rơi xuống nước mà thôi. Hầu phủ tiểu thư bình thường hung hăng càn quấy, nay trước mặt mọi người để lộ ra vẻ nhu nhược, còn hơn người luôn vờ yếu ớt từ đầu đến giờ, toánh xuyên hầu thấy gương mặt xinh đẹp trước mắt. Lại nghĩ đến thê tử nằm trên giường bệnh không dậy nổi, mấy năm nay mặc dù không thích bà, nhưng không có công lao cũng có khổ lao, trong lòng cũng hơi dao động. Vậy thì dừng lại ở đây thôi, tỉ muội hai người các con cũng hơi quá ầm ĩ rồi. Trương Lạc nhìn Trương Huỳnh học mình khóc lóc, đã đem mâu thuẫn hóa giả, vô cùng ấm ức, phụ thân, con gái không cùng cô ta ngắm hoa, là cô ta cố tình tranh cãi với con, sau đó giả bộ ngã xuống hồ, muốn làm cho người trách mắng con. Trước kia Trương Huỳnh luôn thấy Trương Lạc trong bụng nhiều mưu trí, nhiều quỷ kế, lúc này nhìn lại nàng, nghĩ mình cũng không hơn gì, liền hơi cắn môi, trong mắt thoát ra mất mát, mở miệng khuyên ngủ, muội muội, đừng nói nữa, hôm nay có nhiều khách quý ở đây như vậy, coi như là tỉ ngã xuống hồ, cố ý hãm hại muội, muội đừng nói gì nữa, bây giờ mất đi không phải là mặt mũi của muội mà là của cả hầu phủ. Có phải tiểu thư ngã xuống hay không trong lòng chúng ta đều biết, tiểu thư đường đường là tiểu thư con vợ cả, không cần vì một thứ muội muội mà ngàn lui trăm nhường, thứ suốt như thế không được ngồi lên bàn tiệc, tiểu thư cần gì phải nói như thế. Dương phu nhân ở một bên cau mày nói. Thật ra các phu nhân khác trong lòng cũng nghĩ vậy, có thể được mời đến đây, đều là chính thất phu nhân, trong lòng chính thất phu nhân đối với thiếp thất di nương đều chung một mối thù. Ngày thường Trương Huỳnh làm ra vẻ kênh kiểu, các phu nhân ở Dương Châu đều biết, thế nhưng vì có mạnh thị bao bọc, chỉ cần không quá giới hạn cũng không có chuyện gì. Nhưng hôm nay ở trong này nhìn thấy mạnh thị trên giường bệnh còn chưa ngừng thở, tiểu thiếp và thư xuất đã bắt đầu muốn ức hiếp con vợ cả. Trong lòng cũng có mấy phần suy nghĩ. Thấy vậy, tập thị nhanh chân kéo Trương huỳnh đứng dậy, tiểu thư làm gì thế? Người cần gì phải dùng cách này bức bách muội muội nhanh đứng lên đi. Vân Khanh lúc này lại cười nói, lời này chắc phu nhân nói thật thú vị, hóa ra tiểu thư con vợ cả quỳ xuống là muốn bức bách thứ xuất tiểu thư. Thế này tiểu nữ mới biết, hóa ra ở trong nhà địa vị của con vợ cả cũng chỉ như thế phải quỳ xuống mới có thể được thứ xuất tiểu thư nói mấy lời vốn vân khanh không muốn nói chuyện thế nhưng trong chuyện trương lạc và vi ngưng tử lén lút mưu đồ cũng có phần của nàng chỉ cần dính dáng đến vi ngưng tử nàng sẽ không bỏ mặc giống như vừa rồi nếu không phải vì có vi ngưng tử tham gia vào nàng tuyệt đối sẽ không vươn chân đem trong huỳnh đá xuống nước đương nhiên đá một cái cũng có phần làm cho hà giận Ai bảo ngày thường trương huỳnh ở thư viện nói khó nghe như vậy, coi như trả thù bằng một cách khác, nhưng đồng thời cũng đem cục diện thay đổi. Con vợ cả và thứ xuất vốn khác biệt. Tuy rằng thứ xuất đều gọi mẹ cả là mẫu thân, nhưng trừ khi là thánh mẫu, bằng không khó mà khoan hồng độ lượng đem con của tình địch nuôi dạy như con của mình. Cho dù là tá hôn, con vợ cả chính là con vợ cả, thân phận cao hơn thứ xuất một bậc trong một số gia tộc thứ xuất được nuôi dưỡng như nửa nô nửa chủ, đâu phải được con vợ cả quỳ lại như thế này. Những lời này, ngay cả Toánh Xuyên Hầu nghe xong cũng có chút suy nghĩ, tuy rằng ông ta đối với Trương Lạc vô cùng nuông chiều, còn hơn cả Trương Huỳnh, dành tình cảm và quan tâm rất nhiều, ở trong nhà có thứ gì phần của Trương Lạc và Trương Huỳnh đều như nhau. Thế nhưng không có nghĩa là Trương Lạc có thể trước mặt người khác làm mất hết mặt mũi của đích nữ là Trương Huỳnh đệ đệ của mạnh thị cũng không phải là ngọn đèn, nếu biết được chuyện này, rất khó tưởng tượng sẽ làm ra chuyện gì. Toánh xuyên hầu đã gặp qua cậu em vợ này, ai dám ức hiếp mạnh thị và cháu gái, chẳng khác nào ức hiếp mẹ ruột hắn. Chuyện ngày hôm nay, ông ta thu hết vào trong mắt, rõ ràng là Trương Lạc y vào cưng chiều sùng ái của ông ta, đem Trương Huỳnh đẩy vào trong hồ nước. Đối với nữ nhi Trương Huỳnh này, ông ta vẫn biết không thông minh đến mức biết hãm hại người khác như vậy. Nghĩ đến đây, Toánh Xuyên Hầu cảm thấy nhất định phải xác thực lại lời trách mắng lúc nãy, lại vừa tiếc nuối cho thư nữ yêu thích phải nhận tội. Đúng lúc này, Vân Khanh ở phía trước lên tiếng, hôm nay đã tổ chức hoa yến tẩy uế, không may cho phu nhân, thật ra chỉ là hai tỷ muội vui đùa quá mức, cũng có thể là không cẩn thận. Đừng để chuyện này làm mất đi vui vẻ của mọi người. Toánh xuyên hầu đang lo lắng không biết nói thế nào mới tốt. Vân Khanh nói những lời này đã thay hắn giải vây liên tục gật đầu, sai người đỡ Trương Huỳnh đi thay y phục. Trương Lạc đâu chịu như vậy, quay sang nhìn Toánh Xuyên hầu nước mắt rơi xuống, trong lòng ông ta mềm nhũn ra, đảo qua ánh mắt của các vị phu nhân xung quanh, hừ một tiếng, hung dữ quay đầu rời đi. Thật ra ông ta chỉ nghĩ đơn giản như thế, nhưng Tập Thị và Trương Lạc hiểu được, Vân Khanh nói câu này nhìn như bao che, nhưng thực ra vẫn gắn cho Trương Lạc tội ra tay đẩy Trương Huỳnh, chẳng qua chỉ là che giấu thành tỉ muội vui đùa quá mức không cẩn thận mà thôi. Hai bà vú già đỡ Trương Huỳnh rời đi, Trương Huỳnh quay đầu lại nói với Vân Khanh, thầm tiểu thư đi cùng ta được không? Vân Khanh biết Trương Huỳnh sẽ nói ra suy nghĩ của mình, mỉm cười đi theo nàng. Mà ở chỗ này, tuy xảy ra một màn như vậy như Hoa Yến vẫn tiếp tục, tập thị kéo Trương Lạc hỏi, không phải hôm nay nương dặn con cố gắng tạo hình tượng tốt trước mặt các phu nhân khác, để cho bọn họ khen ngợi con, không nên đi chọc giận Trương Huỳnh cơ mà. Tại sao còn dây dưa vào nó? Trương Lạc liếc mắt nhìn Vi Ngưng Tử cách đó không xa, không nói câu nào, tập thị nhìn biểu tình của nàng ta, trong lòng đã hiểu, nghiêm mặt nói, là có người suối bảy con phải không? Trương Lạc khó mà trông đỡ được khi bà ta hỏi như vậy, đem tất cả mọi chuyện kể ra, sắc mặt tập thị lộ ra một tia ác độc, lại vừa đau lòng lấy tay dí lên trán Trương Lạc, con đúng là đồ ngốc, để cho người ta lợi dụng. Chương 192, Khắc tinh trời sinh, 3 Tập thị nói xong, nhìn thoáng qua phần lớn các vị phu nhân tản đi, nói thêm mấy câu, hỏi thăm tình hình mọi người, bà ta không bỏ qua cơ hội ở trước mặt người khác thể hiện, trải qua chuyện vừa rồi, bà ta càng phải cố gắng lấy lại hình tượng. Vì ngưng tử vừa muốn xoay người bỏ đi, lại bị Trương Lạc kéo sang đình nghỉ chân một bên, Trương Lạc tuy tuổi không lớn, nhưng lực tay không yếu chút nào, liền cầm tay vi ngưng tử lôi vào bên trong. Người làm gì, thả ta ra, cổ tay vi ngưng tử bị đau, chỉ sợ vừa đỏ lại còn sưng lên, nàng ta quát lên như vậy, rốt cuộc Trương Lạc cũng buông tay ra, tiếp theo trên mặt vi ngưng tử nhận lấy một cái tát vang dội ngươi là đồ gian tí. Liên hợp với Trương Huỳnh ức hiếp ta, làm ta mất hết thể diện trước mặt mọi người vì ngưng tử hoàn toàn không dự tính được trương lạc đột nhiên ra tay ôm lấy má trái bị đánh vẻ mặt kinh ngạc sao ngươi đánh ta cái gì là gian tế trương lạc trở tay lại tát thêm một cái khiến vi ngưng tử lại không kịp trở tay ngươi xúi dục ta đối phó với trương huỳnh kết quả lúc ngươi làm chứng ngươi lại nói cái gì cũng không nhìn thấy ngươi nhất định cùng nàng ta thông đồng với nhau đến làm cho ta mất mặt không phải sao vì ngưng tử bị ăn hai cái tát trong đầu có chút ong ong, tức giận muốn cắn vỡ răng, thế nhưng nàng ta lại không thể bỏ chạy, ban đầu vốn chính là do nàng ta suối bảy chương lạc, kế hoạch vốn rất tốt, nhưng về sau lại hỏng bét. Làm sao ta biết được, lúc trước không phải nói người rơi xuống nước là ngươi sao, sao lại biến thành nàng ta. Vì ngưng tử thật không ngờ chương lạc này, bên ngoài thoạt nhìn biết lễ nghĩa, kết quả lại giống như trương huỳnh, cũng có thể muốn ra tay liền ra tay lẽ nào toánh xuyên hầu phủ di truyền đều không nói hai lời đã ra tay đánh người sao trong lòng vi ngưng tử tức giận muốn chết hết lần này đến lần khác lại không thể đánh trả lúc này không thể dùng thái độ cứng rắn với trương lạc không còn cách nào phải nói sang chuyện khác nào ngờ nàng ta còn chưa dứt lời trương lạc lại nổi giận lần nữa chỉ vào vi ngưng tử nói với đầu óc đơn giản của trương huỳnh nàng ta làm sao có thể ngã xuống nước chắc chắn là ngươi Người cô y nói cho ta nghe, sau đó lại lộ cho nàng ta biết, để nàng ta ngã vào trong hồ, lại để cho cha thấy, như vậy liền trách mắng ta. Thật ra tính tình Trương Lạc so với Trương Huỳnh còn không bằng, ít ra Trương Huỳnh còn tùy người mà cư xử, nhưng Trương Lạc kia giấu dưới lớp da của mình là sự thô bạo, nếu không có tập thị cẩn thận che giấu, cũng luôn trước mặt toánh xuyên hầu giả vừa tội nghiệp, còn không biết đã thành bộ dáng gì lúc này bên cạnh nàng ta trừ vài nha hoàn bà từ tâm phúc, cũng không có những người khác, trong lòng nỗi bực tức vì vừa rồi mất mặt trước đông người cũng lộ ra ngoài. Nếu bình thường chỉ cần nàng vừa khóc, cha sẽ giúp nàng trách mắng Trương Huỳnh, hôm nay lại không để ý gì đến nàng, xoay người bỏ đi, nương nói rất đúng, hôm nay nàng bị vi ngưng tử hãm hại. Ngay lập tức lại quay sang đánh lên mặt vi ngưng tử, ngươi ở trước mặt ta giả vờ cái gì, nếu hôm nay ngươi không giật dây cho ta, sao ta lại làm những chuyện như vậy người ở chỗ của ta giả vờ vô tội cái gì vì ngưng tử lại không dám ra tay đánh nàng ta suy cho cùng việc này cùng vi ngưng tử không thoát được liên quan nếu làm loạn trước mặt mọi người hình tượng thục nữ mà mình cố công tạo dựng toàn bộ đều mất hết chỉ còn cách cố gắng né sang hai bên tránh cho bị đánh trương lạc sao ngươi có thể trách ta việc này lúc ấy ta luôn ở cạnh ngươi sao có thể truyền tin tức cho trương huỳnh hơn nữa nếu ta làm thế đối với ta có gì tốt? Trương Lạc ra tay cũng thấy mệt, thờ phi phò nghỉ tạm, hỏi, vậy việc hôm nay cũng không có lợi với ta. Nhưng lại có lợi cho người khác, vì ngưng tử im lặng rời đi trọng tâm của câu chuyện mà hài lòng, cuối cùng cũng đem Trương Lạc khống chế được, mặt của nàng ta đau rát, không cần nhìn cũng biết sưng đỏ lên, lúc nói chuyện khóe miệng cũng có chút đau đớn. Trương Lạc ngu xuẩn, việc mình làm không xong còn chút giận lên người khác đối với người nào mới có lợi trương lạc nghi ngờ hỏi nàng ta không nhìn ra việc ngày hôm nay ngoại trừ tốt với trương huỳnh còn có lợi với những người khác là thẩm vân khanh ngươi không thấy hôm nay cô ta vừa xuất hiện các vị phu nhân đối với cô ta tán thưởng liên tục sao ngay cả dương phu nhân kia không mở miệng quản những chuyện này hôm nay cũng lên tiếng chẳng lẽ không phải là do có ấn tượng tốt với thẩm vân khanh mới lên tiếng sao ngày thường ngươi có thấy bà ta nói qua một câu không vì ngưng tử đem vấn đề đẩy sang người vân khanh trương lạc cũng không khỏi suy nghĩ đúng thế dương phu nhân rất ít khi quản những chuyện này hôm nay lên tiếng cũng là vì thẩm vân khanh thế nhưng dương phu nhân hôm nay mới nhìn thấy thẩm vân khanh liền đối tốt với nàng ta như thế dương phu nhân không thích mình và nương ư trên điểm này trương lạc thật ra cũng đủ hiểu biết vì thế nàng ta lại nghĩ đến lời tập thị nói đây là vi ngưng tử đang chia rẽ khiêu khích Ai không biết miệng lưỡi của Thẩm Vân Khanh không ai có thể qua mặt được. Vì ngưng tử này muốn mình đi tìm Vân Khanh tính sổ sau đó chịu nhục sao? Nghĩ đến đây, Trương Lạc lại vung tay tát vi ngưng tử một cái. Lồng ngực vi ngưng tử như có một bộ máu nóng muốn phun ra. Bình thường Trương Lạc có thể trao đổi được. Sao hôm nay dáng vẻ lại giống Trương Huỳnh? Nàng ta nhanh chóng tranh né, tìm một khe hở, vội vàng chạy ra ngoài. Cho dù nàng thông minh linh hoạt, lúc này đầy hai bên má đều có dấu vết sưng tấy cúi đầu sai một tiểu nha hoàn dẫn đường bất chấp mất hết lễ nghi trước tiên leo lên xe ngựa lên xe ngựa cầm lấy gương nhỏ nhìn vào châm cài trên đầu bị lệch xuống khuôn mặt nhỏ nhắn ức chừng lớn bằng bàn tay bị đánh cho sưng tấy lên đôi mắt dịu dàng ướt át cũng bị một bên mặt sưng vù làm biến thành một đường chỉ nhỏ không hơn 10 ngày nửa tháng cũng không hết sưng thẩm vân khanh chết tiệt này chỉ cần nơi nào có nó, vì ngưng tử nàng sẽ gặp chuyện không may. Đối với những lời nguyền rủa này, Vân Khanh không nghe được, cho dù nghe được cũng không để ở trong lòng, nàng là thẩm Vân Khanh đáng chết, vốn dĩ nàng đã chết qua một lần, hơn nữa, có người nào mà không phải chết, là ai thì đến cuối cũng rồi cũng sẽ chết cả. Trương Huỳnh ngồi trong phòng, sau khi thay xong xiêm y, cho nha hoàn lui xuống hết, nhìn Vân Khanh vừa rồi ở cạnh hồ là người ngáng chân ta sao? những người khác không nhìn thấy động tác ngáng chân nhưng trương huỳnh có thể cảm giác được dưới chân là cái gì đứng ở vị trí đấy cũng chỉ có thể có vân khanh mới có khả năng làm nàng sẩy chân đôi mắt phượng của vân khanh hơi ngưng lại nàng sớm biết được trương huỳnh sẽ đoán ra nếu không đoán được thì người này đã ngu xuẩn đến mức không còn cách nào cứu chữa dù nàng giúp đỡ như thế nào cũng không hữu dụng còn nữa Hành động sau này của Trương Huỳnh cũng chứng minh nàng ta không phải là người ngu dốt. Tùy ngươi làm ta ngã xuống hồ, nhưng ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, người phụ thân hôm nay trách phạt sẽ là ta. Trương Huỳnh cầm chén trà nóng trong tay, đáy mắt dường như đang có giọt nước hình thành, nhưng rất nhanh tan biến trong làn hơi nước. Ngươi không cần phải cảm ơn ta, cho ngươi một cước để ngươi ngã vào trong hồ, thật ra ta rất vui vẻ. Vân Khanh thổi nhẹ làn hơi nóng trên chén trà, nhấp một ngụm, mùi trà lại thơm ngát, còn giữ lại hương thơm trong miệng, giống như vị của mùa xuân, ngược lại cũng không tệ. Trương Huỳnh dường như không ngờ Vân Khanh sẽ trả lời như vậy, liền phản ứng lại, hỏi: "Ngươi có ý gì?" Đem chén trà nhẹ nhàng thả xuống, Vân Khanh nhìn dáng vẻ của nàng, quẩy yếu ớt, "Là ý này, chỉ cho phép ngươi mắng chửi ta, lại không cho ta đá ngươi." trên đời có đạo lý này hay sao? Trương Huỳnh ngẩn ra, giống như bị nước trà làm bỏng tay, vội đặt chén trà lên bàn, tự cầm lấy lòng bàn tay nóng bừng của mình, nhớ lại thời gian mẫu thân còn khỏe mạnh, mình ở trong nhà làm trời làm đất, tính cách thật sự quá tồi tệ, cho nên bây giờ hạ nhân vừa nhìn thấy đã quay đi, đối với mình cũng không thèm để ý. Thời gian ở thư viện, nàng ỷ vào thân phận đích nữ hầu gia, chèn ép người khác, Hôm nay đổi lại là nàng bị người khác chèn ép. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 193, Khắc tinh trời sinh 4. Cho dù nàng bị ức hiếp cũng không sao, nhưng vì sao nương lại bị bệnh, hơn nữa còn không chữa được. Vừa nghĩ đến hình dáng mạnh thị bây giờ, nước mắt Trương Huỳnh liền rơi xuống, nức nở nói, mẫu thân ta ở trong phủ rất uy nghiêm, trước khi tổ phụ tổ mẫu qua đời, cũng khen mẫu thân đoan chính lễ độ tuyệt đối có phong phạm chủ mẫu. Nhưng hết lần này đến lần khác phụ thân lại không thích tính cách này. Ông ấy chỉ thích loại nữ nhân mỗi ngày ăn mặc xinh đẹp diêm dúa, nói lời ngọt ngào dỗ dành ông. Từ mấy năm nay, ông ấy để cho mẫu thân xử lý mọi việc trên dưới của hầu phủ, hao tốn tâm lực và thời gian. Ông ấy mới có thể không ngừng cưới tiểu thiếp. Vân Khanh trầm mặc, cúi đầu nhìn hoa văn thiêu trên tay áo. Mỗi nhà đều có những khó khăn riêng, xã hội bây giờ là như vậy, nam nhân cưới tiểu thiếp là chuyện đương nhiên, chính thất làm Bồ Tát để cung phục là tốt rồi. Nếu gặp phải người ngoan độc, trực tiếp đem chính thất đuổi đi, để tiểu thiếp làm chủ mẫu cũng không phải là không có, cho nên nàng vẫn cảm thấy thẩm mẫu vẫn rất tốt. Nhưng lúc này mới nghĩ đến, tạ thị và mạnh thị khác nhau rất lớn, tuy rằng tạ thị thoạt nhìn nhu nhược mềm lòng, thế nhưng trong phủ có uy nghiêm của chủ mẫu, tổ mẫu gây khó dễ còn có thể hiếu thuận được phụ thân duy trì, nên ở kiếp trước cho dù không có nhi tử, tạ thị vẫn vững vàng ngồi ở ghế chủ mẫu. Nàng trước đây không suy nghĩ, bây giờ nghĩ lại, tạ thị không phải là lấy nhu khắc cương, để vị trí thứ nhất mấy chục năm trong lòng thẩm mẫu đều dành cho bà. Nếu so sánh thì mạnh thị quá cứng rắn, giữ được lòng của công công, bà bà lại làm cho tiểu thiếp thổi gió bên gối trượng phu quá lợi hại, liên lụy đến nữ nhi cũng không được cưng chiều nàng ở bên này nghĩ ngợi, Trương Huỳnh ở bên kia tựa như tìm được nơi để chút giận, vẫn đang nói, từ sau khi có Trương Lạc, ta dù bất cứ thứ gì cũng phải tranh giành, học hành cũng nhất định phải là người giỏi nhất, nhất định phải đoạt được thành tích tốt, như vậy cha mới có thể thỉnh thoảng khen ngợi ta với nương, khi đó nương mới có thể thật lòng mà cười một cái. Thành tích của Trương Huỳnh trong thư viện vẫn rất cao, cầm kỳ thi họa diều có tài. Vân Khanh không nghĩ đến hóa ra nguyên nhân lại là như vậy, bất quá những điều này cũng không thể lấy cớ để che giấu hành vi kiêu ngạo lúc trước nàng đã từng làm những việc như vậy sai chính là sai vân khanh cũng sẽ không vì những điều này mà cảm thấy trương huỳnh đúng nàng không phải là thánh mẫu không có tấm lòng thương người như vậy ước chừng hơn nửa canh giờ trương huỳnh cũng đã chốt hết phiền muộn trong lòng cầm khăn lau nước mắt trên mặt ửng hồng nói coi như là ngươi trả thù ta cũng được hôm nay là ngươi giúp ta cảm ơn ngươi lúc bĩnh tình lại cũng là một người thông minh vân khanh muốn đứng lên chuẩn bị cáo từ nhiệm vụ đến đây hôm nay cũng đã hoàn thành nhân tình cũng đã trả xong và cũng không dính dáng gì đến trương huỳnh có thể trở về nhà được rồi trương huỳnh cũng vội vàng đứng dậy ngươi ngươi có thể dạy ta làm thế nào để đối phó với trương lạc được không vân khanh cười lạnh một tiếng liếc mắt nhìn trương huỳnh là dáng vẻ của nàng trông thiện lương lắm sao? Nếu không sao Trương Huỳnh có thể đưa ra yêu cầu như vậy? Ta biết ngươi là người lợi hại, lần trước bị bắt, ngươi cũng có thể làm cho liễu ra khốn đốn. Bây giờ ta đối với ngươi cũng không có ý kiến gì, ngươi rất lợi hại. Trương Huỳnh không để ý đến nụ cười nhạt trên môi Vân Khanh, đây cũng là điểm đặc biệt của nàng, không chú ý đến ánh mắt bên ngoài. Lợi hại, nàng rất lợi hại thì sao có thể bị người ta hại chết một lần? vân khanh không tránh được mà oán thầm chuyện nhà trương huỳnh bây giờ tuyệt đối không đơn giản hơn so với nhà nàng nhẫn nhịn vân khanh thốt ra một từ trương huỳnh gật đầu còn gì nữa không tiếp tục nhẫn nhịn còn gì nữa không chán trương huỳnh như có sợi gân xanh muốn bật ra thẩm vân khanh đang đùa giỡn nàng sao nhìn dáng vẻ của ngươi bây giờ ngươi cần nhất chính là chịu đựng vân khanh cười nhẹ Nhìn vẻ mặt tức giận của Trương Huỳnh biến thành ngạc nhiên, xoay người bước ra khỏi phòng. Điều duy nhất nàng có thể nói cho Trương Huỳnh chính là điều này, cuộc sống của Hầu phủ đại tiểu thư làm cho nàng ta nhiều năm nay ở Dương Châu quá mức tùy ý, dường như không bị cản trở bởi điều gì, cho nên tính tình biến đổi, hơn nữa dễ nổi giận, nếu Trương Huỳnh không thể khắc chế được điều này, thì dù nàng có hóa thân làm Bồ Tát muốn giúp đỡ Trương Huỳnh thì sớm muộn cũng có ngày Trương Huỳnh cũng bị chính tính cách này của mình làm liên lụy. Trên đời này, người có thể giúp được Trương Huỳnh không phải là ai khác, mà chính là bản thân nàng ta. Tự mình Vân Khanh có thể làm được việc này, đã có thể trả lại phần ân tình kia, nhiều hơn nữa nàng cũng không làm được, nàng không phải là thần tiên, chuyện gì cũng có thể nhúng tay vào. Lúc yến hội kết thúc, Vân Khanh ngồi xe ngựa về phủ đem chuyện Trương Huỳnh Trương Lạc kể qua cho Tạ thị nghe. Tạ thị nghe xong cũng không khỏi cảm thán, Trương phu nhân là người thẳng thắn, tuy có điểm ngang ngược, nhưng danh tiếng không tệ. Nhưng nếu nàng mất đi, Trương đại tiểu thư thật đáng thương, lại có người cha như vậy, sau này không biết phải làm thế nào. Có mẹ kế thì sẽ có cha dưỡng, mặc dù chung sống có thể không đầy đọa được Trương Huỳnh, nhưng có nhiều điểm vặt vãnh có thể làm cho Trương Huỳnh cảm thấy không thoải mái. Vân Khanh nhìn Tạ thị, đột nhiên xúc động muốn hỏi bà một câu, "Tạ thị, tỏ ra yếu kém có phải là một thủ đoạn tranh đấu trong nhà không?" Bất quá nàng nghĩ không cần phải hỏi, thật ra nương vẫn luôn dạy nàng, chỉ có điều không rõ ràng lấy bản thân bà làm ví dụ mà thôi. Hôm sau, lúc đến thư viện, Vi Ngưng Tử xin nghỉ dài ngày, ở nhà nghỉ ngơi, cẩn thận chăm sóc vết thương trên mặt. Tạ Di thấy mặt nàng ta sưng phù như đầu heo, cũng chỉ liếc mắt cây nhiệt nói con quả thật ngu xuẩn như heo ở trên yến hội ta vờ như không biết thẩm vân khanh con lại tiếp cận nó làm gì làm hại ta bị coi thường một bậc lại còn cận kề trương lạc ngu dốt kia hợp mưu kết quả hợp mưu cũng không xong làm cho mặt mũi thành như vậy cũng may nó không để lại sẹo trên mặt con nếu có sẹo để xem sau này còn làm thế nào gả được vào danh gia vọng tộc nhiều người đang nhìn như vậy nếu chúng ta giả vờ không biết nó ngày trước chúng ta đã phải nương tựa thẩm gia, đây chẳng phải làm cho người ta nói nhà chúng ta vô tình vô nghĩa sao? Vì ngưng từ giải thích, chúng ta vô tình vô nghĩa ở chỗ nào? Nếu không để mắt đến thẩm gia bọn họ, ta lại đi nương nhờ họ sao? Còn xem kết quả như thế nào? Còn đuổi chúng ta ra ngoài, sợ chúng ta chiếm được một chút lợi lộc. Cản bản tạ di nghĩ thẩm gia không có nửa điểm tốt, cũng không có một chút tự giác. căn nhà bây giờ bà ta ở là thẩm gia mua cho. Vì ngưng tử thật ra cũng đồng ý với những điều này, mặc dù mua nhà không tệ, nhưng rốt cuộc cũng không tốt bằng thầm phủ, vật dụng trong nhà, đồ trang trí đều chênh lệch rất nhiều, nàng ta rất nhớ những ngày phú quý như vậy. Con gái à, gương mặt như hoa của con bây giờ trở thành như vậy, Trương lạc kia ra tay cũng thật ác độc, thiên kim hầu phủ thật giỏi, đúng là tức chết ta. Mẹ của nó, chẳng qua cũng chỉ là tiểu thiếp mà thôi còn làm ra vẻ chính thất phu nhân tiếp đãi khách khứa bà ta cũng thật không biết xấu hổ tạ di vừa mắng vừa thận trọng bôi thuốc cho vi ngưng tử đời này của bà ta còn phải dựa vào đứa con gái này bây giờ ở dương châu bà ta cẩn thận chọn vị hôn phu lý tưởng đợi chọn được người thích hợp lại để cho vi ngưng tử âm thầm câu dẫn người ta làm thế nào cũng phải đưa con gái ném vào danh gia vọng tộc bà ta mới có thể được hưởng phúc khí làm cho mắt chó của tạ thị sau này thấy bà không thể không cúi đầu. Vì ngưng tử nằm trên tháp mỹ nhân, mặc kệ bà ta mắng mỏ, nàng ta với tạ di thực sự không có nhiều tình cảm. Trước kia lúc nàng còn nhỏ, tạ di suốt ngày tức giận đánh mắng, mắng nàng là đổ tốn tiền, bây giờ thấy nàng lớn lên có chút nhan sắc, liền muốn dùng nàng đổi lấy vinh hoa phú quý. Nàng không nhìn ra tạ di có chỗ nào giống người làm mẹ, chỉ cần chờ nàng gả đi, có tiền bạc trong tay, cũng không cần lại nhận loại tức giận, oan ủng không rõ nguyên nhân này nữa. Không bao giờ muốn nhìn đến những người có lòng giả như thế này nữa, tuyệt đối không quan tâm đến mẫu thân của mình. Còn có Thẩm Vân Khanh, nàng nhất định phải gả cho người tốt hơn so với Thẩm Vân Khanh, nó vốn đoạt lấy vinh hoa phú quý của mình, lại còn ở khắp nơi đối đầu với nàng, nó căn bản là khắc tinh trời sinh của nàng. Hai mẹ con ở nơi này bằng mặt mà không bằng lòng, không nói một lời điểm chung duy nhất chính là ích kỷ, cũng như nghĩ người khác đối xử với bọn họ có tốt không, hay là đối với bỏ họ không tốt. Vân Khanh từ thư viện về nhà, nghỉ ngơi một lúc rồi thay đồ đến thư phòng ở tiền viện tìm Lý Tư. Bây giờ nàng mỗi ngày theo Lý Tư học tập chuyện làm ăn buôn bán, dù nói thế nào thì thẩm ra cũng là thương nhân, không thể hiểu những chuyện này là điều không chấp nhận được. Bây giờ hai đệ đệ còn nhỏ, trước tiên nàng phải học thật tốt, đến lúc đó cũng có thể giúp phụ thân một chút công việc. Lúc này trong suy nghĩ của Vân Khanh không đem chuyện xuất giá là một trong những chuyện quan trọng, nàng chỉ muốn trên dưới thẩm phủ đều bình an, đừng lặp lại chuyện kiếp trước. Lý Tư cũng rất tán thưởng vị đại tiểu thư này, tuy nói nữ tử sẽ không xuất đầu lộ diện bàn chuyện làm ăn buôn bán, nhưng dù sao học so với không học cũng tốt hơn, hơn nữa Vân Khanh học những thứ này rất nhanh, tiếng bản tính vang lên ồn ào chắc chắn vừa chính xác lại vừa nhanh, không kém hơn so với lão trưởng quầy. Hôm nay hắn để cho Vân Khanh kiểm tra hóa đơn nhập hàng ở một cửa hàng phía đông nam, trong đó có hai chỗ khác biệt, bỗng nhiên bên ngoài có gã sai vặt dẫn theo một người vội vàng đi vào tìm Lý Tư. Có nam nhân xa lạ từ bên ngoài đi vào, Vân Khanh ngồi sau tấm bình phong, đợi sau khi cửa phòng mở ra, thấy người kia mặc một thân đồ ngắn gọn gàng, giống như những người của đội thuyền mặc Thấy Lý Tư lập tức mở miệng, "Lý đại quản sự, hôm trước trên biển có một thuyền buôn trở về gặp phải hải tặc." Nghe vậy, Vân Khanh ngồi sau tấm bình phong vội vàng đứng dậy, ngón tay nắm chặt thành quyền, trái tim đập thình thịch, chỉ hận không thể lao ra hỏi rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Nghe thấy tiếng vang nhỏ sau tấm bình phong, sắc mặt Lý Tư hơi thay đổi, biết Vân Khanh cũng vội vàng đứng dậy, hắn mặc dù cũng nôn nóng, nhưng đã quen với sóng gió. Ổn Định tinh thần hỏi: "Thuyền buôn gặp chuyện không may kia, có phải là thuyền buôn vừa mới xuất bến của Thẩm gia không?" Chương 194: Thống khoái hết giận, 1. Nghe được tiếng động rất nhỏ sau nhỏ bình phong, Lý Tư sắc mặt khẽ biến, thấy Thế Vân Khanh cũng sốt ruột đứng lên, hắn mặc dù cũng sốt ruột, nhưng đã từng trải qua sóng gió, Ổn Định tinh thần hỏi: "Gặp chuyện không may không chỉ có thương thuyền vừa rời bến của Thẩm gia." Người nọ lắc đầu, chỉ là sắc mặt vẫn là có chốt không tốt nói thật không phải gặp chuyện không may chỉ là bởi vì xuất hiện hải tặc thủy quân đem toàn bộ mặt biển đều phong tỏa thuyền của lão gia hiện tại bị vây ở cảng thần châu sao có thể bị vây ở cảng thần châu lý tư không hiểu rõ hỏi thương thuyền cùng hải tặc có quan hệ gì theo lý mà nói thủy quân phong tỏa mặt biển thương thuyền vẫn có thể an toàn ra khơi không may là thương thuyền kia và thuyền hải tặc xuất cảng cùng lúc, bên cạnh cũng có nhiều thương thuyền xuất bến, chiến thuyền hải tặc kia bị vây bắt, hải tặc trên thuyền ẩn trốn vào trong nước. Quan phủ sợ có hải tặc đục nước béo cò mà trà trộn vào trong thương thuyền, vì thế lệnh cho thương thuyền ở xung quanh toàn bộ cập bờ, tiến hành kiểm tra thuyền viên và hàng hóa. Người nọ là được phái trở về trước báo tin, để tránh người trong thẩm phủ lo lắng. Lý Tư lúc này mới yên tâm, quan phủ điều tra, làm theo phép công đồng thời lại đốt chút bạc, cơ bản sẽ không có vấn đề gì, sợ là sợ ở trên thuyền cha ra hải tặc, đến lúc đó liên lụy không ít, bất quá, vẫn là câu nói kia, có bạc hành sự luôn dễ dàng. Vân Khanh ở phía sau bình phong nghe xong, cuối cùng cũng yên lòng, may là gặp chuyện không chỉ có thuyền của phụ thân. Không trách nàng lại có loại cảm giác may mắn trong lòng, mỗi người khi biết được người thân gặp chuyện không may mà vẫn bình an, đều có loại cảm thụ như vậy. Mấy ngày nay nàng cảm thấy tâm thần không yên, sợ phụ thân ở trên biển xảy ra chuyện gì. Nay đã tới cảng thần châu, vậy là tốt rồi. Thần châu cách cảng Dương Châu cũng nửa tháng lộ trình, mặt biển có thủy quân chấn thủ, hải tặc cũng không dám lộng hành. Nàng không nhớ được kiếp trước phụ thân có trải qua sự việc này hay không. Lúc đó nàng luôn ngây ngốc ở trong nhà, đối với tin tức bên ngoài biết được rất ít, chỉ có chờ người mang tin của cha trở về mà thôi. Vân Khanh cố gắng nhớ lại, nàng luôn nhớ kỹ từng sự kiện, nhưng theo thời gian càng ngày càng dài, nàng phát hiện chi nhớ của kiếp trước sẽ ngày càng mơ hồ, trừ việc luôn khiến nàng đau lòng, những mảng ký ức khác đều dần mờ nhạt. Đợi phu tử vừa tuyên bố tan học, Vân Khanh định bụng khi trở về nhà sẽ lấy giấy bút ghi lại, ai ngờ mới ra đến cổng thư viện, lại thấy trong khoảng tường phía đối diện, một thân ảnh đen tuyền thẳng tắp đứng ở trước cửa. Tuy rằng khuôn mặt lạnh lùng thản nhiên, nhưng ánh mắt lại dừng trên người nàng. Vân Khanh kinh ngạc, nhưng vẫn thoải mái mở miệng nói, "Huynh có chuyện gì sao?" An Sơ Dương dáng người cao lớn, tay dài chân dài đứng đó như một cây thương thẳng tắp, sắc nhọn lại vững chắc, hắn cúi đầu nhìn nàng, đang nghĩ cái gì mà nhập thần như vậy. Lúc này có không ít đệ tử tan học, mặc dù hai người bọn họ trong lúc đó không có gì, nhưng giữa ban ngày ban mặt đứng nói chuyện với nhau sẽ trở thành đề tài cho những kẻ thích buôn chuyện bàn tán. Huống chi An Sơ Dương được cả thành Dương Châu biết đến là ân nhân cứu mạng của Thẩm Vân Khanh nàng. Thấy nàng không mở miệng, An Sơ Dương ánh mắt ảm đạm. Thẩm Vân Khanh tính cách rất kỳ quái, kỳ quái đến mức hắn cảm thấy có chút phức tạp, nhịn không được muốn chú ý nàng, rồi lại phát hiện nàng cùng nữ tử bình thường không có gì khác biệt. Đây là ta cho người làm cho ngươi, về sau có thể dùng để phòng thân. An Sơ Dương lấy ra một cái vòng tay màu xanh, đưa tới trước mặt nàng. Chiếc vòng có màu vàng ngà, kiểu dáng được thiết kế theo phong cách cổ xưa, xung quanh chạm khắc một số hình vẽ thoạt nhìn có vẻ cổ điển, lại lộ ra tính cách khiêm cung nội liễm, khiêm tốn, của nữ tử thế gia, một đầu khảm hai hạt châu, kiểu dáng cũng không tệ. An Sơ Dương ấn xuống một viên ngọc châu, bên trong lộ ra vài cây ngân châm có ngân quang lóng lánh, nếu gặp loại người như lão nhị lão tam, người có thể nhân lúc tiếp cận phóng ra ngân châm không cần lại dùng mảnh xứ vỡ nói xong hắn cúi đầu nhìn nhìn lòng bàn tay được của vân khanh nắm lại đang từ từ hồi phục một bàn tay trơn bóng như ngọc có vẻ như thường được chăm sóc ánh sáng mặt trời chiếu ở trên tay nàng phản chiếu lại màu sắc bắt mắt trên móng tay ánh vào trong mắt hắn giống như một kiệt tác nghệ thuật đây là một đôi tay được chăm sóc cực kỳ tốt chỉ vừa thấy thế hắn liền sinh ra một loại khát vọng muốn đi kiểm tra, cảm thụ cái loại xúc cảm này, thân thể liền nhớ lại cảm giác được ôm nàng lúc đó, ôn hương Nguyễn Ngọc, mềm mại tinh tế. Khi đó nàng té xỉu, hắn xem qua lòng bàn tay nàng có hai vết cắt thật sâu, vết thương như sâu đến xương, cùng tay nàng một chút cũng không xứng. Vân Khanh bị ánh mắt của hắn có chút khác thường nhìn, nàng có thể đoán được hắn đến đây với nguyên nhân vừa nói, vết thương nặng trên lòng bàn tay cũng dần liền ra chỉ có hai cái sẹo nhợt nhạt, nay mỗi ngày được thoa thuốc, không lâu sau sẽ biến mất. Nhưng trong ánh mắt của An Sơ Dương lại bao hàm gì đó, nàng cảm thấy có điểm lạ, ngón tay hơi hơi hướng trong người thu lại, che ở dưới ống tay áo. Vân Khanh khách khí nói: "Cảm ơn hảo ý của huynh, vật của huynh ta không thể nhận." Cảm giác đã có càng nhiều ánh mắt của mọi người xung quanh nhìn hai người bọn họ, Vân Khanh không muốn cùng hắn có thêm đề tài để bàn tán số lần nàng nổi danh ở dương châu cũng đủ nhiều rồi nếu nhiều hơn mấy chuyện nữa cho dù không phải chuyện xấu nhưng một nữ tử lại liên tiếp có những lời đồn đãi cũng không phải chuyện tốt vì thế cười yếu ớt hành lễ xong liền xoay người rời đi an sơ dương không có mở miệng nói chuyện khác nhìn vân khanh lên xe ngựa rời đi ánh mắt cúi xuống trên chiếc vòng tay trong tay mình bỗng nhiên phát lực đem vòng tay dùng sức bóp nát về đến nhà Vân Khanh trước thay bộ quần áo, kêu Lưu Thúy mài mực, chuẩn bị cố nhớ đem chuyện tình kiếp trước ghi lại, lại nghe thấy tiếng nhộn nhạo bên ngoài. Một lát sau, Tuyết Lan liền tiến vào đưa tin, tiểu thư, lão gia đã trở lại, đang ở trong viện của phu nhân, cũng cho mời người đi qua. Trải qua một đoạn thời gian bị trình, Tuyết Lan nay thành thật hơn, trừ việc thích biểu hiện mình, những hành động khác lại rất thành thật vân khanh sẽ không vì những chuyện đã xảy ra liền vô duyên vô cớ đem tuyết lan phán định tội danh nhưng nếu tuyết lan vẫn không an phận như trước nàng không ngại hào hào thu thập nàng ta nghe được thẩm mậu đã trở lại vân khanh buông bút lông cừu cho nã thanh thay giúp một bộ xiêm y rồi mới đi về phía sân của tạ thị vừa vào nhà chợt nghe có tiếng cười khắp phòng tạ thị cùng thẩm mậu một tay ôm một đứa trẻ thẩm mậu ra biển ba tháng làn da trắng lúc đầu đã có chút đen lại nhưng vẫn là dáng vẻ ngọc thụ lâm phong, không mất đi phong thái của một thương nhân thành công tuổi trung niên. Thấy cảnh này Vân Khanh yên tâm, hiển nhiên thẩm mậu lúc này đây chắc hẳn sẽ không trở lại với Vương Mi hay cái gì Mi nữa. Vân Khanh, con xem, cha mang về cho con cái gì nè. Thẩm mậu mở ra một cái hộp dài hai thước, một thước bằng một phần ba mét, khắc hoa sơn thiếp màu đen bằng gỗ trên bàn, lại lấy ra cái hộp vuông màu trắng có khắc hoa bách hợp đặt ở trong lòng bàn tay, đây là đồ chơi đang lưu hành của các cô gái ở nước ngoài, con xem thích không? Hắn đem đứa nhỏ đưa cho bà vú ôm, liền vươn tay đem hộp mở ra, bên trong lộ ra một không gian như một căn phòng có vũ đài màu xanh lá cây, bên trong còn có một mảnh gương nhỏ, trên gương có hai cái hình tròn, hai tiểu cô nương mặc cái váy siêu ngắn, hai cánh tay duỗi thẳng hướng lên trên, đứng thẳng tư thế thẳng tắp dáng người tinh tế, tư thái như đang khiêu vũ. Đem hai cái cô gái đặt ở hai chỗ khác nhau trên vòng tròn, sau đó thẩm mậu ở phía sau hộp dùng sức xoay vài vòng, một tràn thanh âm dễ nghe liền theo đó mà phát ra, hai cô gái theo tiếng nhạc bắt đầu xoay quanh, khiêu vũ, thoạt nhìn giống như một người tí hon đang sống. Trong phòng mọi người đều chăm chú nhìn món đồ chơi mới lạ này, Thu Di Nương lại gần cúi đầu nhìn, nhẹ giọng hỏi, người đang đánh đàn ở đâu? đây không phải là có người đánh đàn là bên trong có cơ quan sắp xếp hợp lý lợi dụng mảnh đạn dài ngắn chuyển động mà phát ra âm thanh thẩm mậu vui tươi hớn hở giới thiệu nói thu di nương tay nắm lại khen thật sự thật thần kỳ một phòng mọi người đều gật đầu đồng ý mặc ca nhi hiên ca nhi còn cùng tiếng nhạc hai tay nhỏ bé bổ nhào a à bổ nhào trong miệng y y nha nha như đang ca hát vân khanh cũng cười cực kỳ vui vẻ những việc này kiếp trước nàng từng thấy qua, cha mỗi lần thấy có đồ chơi mới xuất hiện, đều mua cho nàng, lúc này đây cũng không ngoại lệ. Nàng vui vẻ nhất là không khí trong phủ hôm nay, làm cho nàng cảm giác thật ấm áp, tuy rằng không phải trăm phần trăm hoàn mỹ, đôi lúc cũng sẽ có chút chuyện phát sinh, nhưng là so với lúc trước, đã tốt hơn nhiều lắm, nàng hy vọng có thể càng ngày càng tốt lên. Sau khi trò chuyện một lúc, vì thầm mậu vừa trở về, tuy nói tinh thần không tệ, nhưng cuộc sống trên biển vẫn tương đối mệt mỏi. Tạ thị liền đuổi tất cả mọi người đi xuống, Vân Khanh cũng quay trở về nhạn các. Nàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời trong xanh, mấy đám mây trắng đang phiêu bạc, ánh chiều tà chiếu vào trên thân người, ấm áp sinh ra vài phần lười biếng, nếu có thể mãi như vậy, thật tốt. Thẩm mậu trở về nghỉ ngơi không được vài ngày, liền muốn quản lý chuyện buôn bán ở khắp nơi, ra đại nghiệp đại, một tia lơi lòng cũng không thể, trên thương trường bằng hữu cũng phải siêng năng kết giao, mới có thể nảy sinh tình hữu hào. Chương 195, Thống khoái hết giận, hai Sau vài ngày đổ mưa to, thời tiết lại tốt lên, thẩm mậu được mời, hôm nay cùng vài thương nhân tơ lụa khác cùng đi lên núi ở ngoại ô thường trà, sáng sớm đã thu thập xong mọi thứ cùng mấy người ra ngoại ô. Đến khoảng giữa trưa, bầu trời đột nhiên bay tới đám mây đen. Một bầu trời đầy nắng ban sáng, liền chuyển thành u ám, qua được một lúc liền rầm rầm đổ mưa to như chút nước, mưa dày đặc như một màn che, đem mọi thứ che phủ đến mờ mờ ảo ảo, nhìn thật mông lung. Cơn mưa này đến thật nhanh nhưng đi thì thong thả, từng trận mưa rơi được một chút thì chỉ có tăng, không có giảm. Tạ thị nghe tiếng mưa lớn, hơi hơi nhíu mi nói: "Cha con ngày hôm nay ra ngoài lên núi thưởng trà, hiện tại trời mưa." cũng không biết có tìm được chỗ trú mưa hay không, mưa lớn như vậy nếu bị ướt sẽ dễ nhiễm phong hàn. Thời tiết tháng 6 luôn biến ảo thất thường, lúc nắng lúc mưa, tạ thị chỉ lo lắng thẩm mẫu có thể gặp mưa hay không thôi. Nương, hay mẹ trước sai người nấu canh gừng, chờ cha vừa trở về, cho cha uống một chén lớn, cho dù có hàn khí, cũng có thể bước ra hơn phân nửa, cha thân mình vẫn luôn khỏe mạnh, chỉ cần không có ngâm lâu trong nước sao có thể bị cảm lạnh được nha? Vân Khanh ngồi ở một bên, theo túi lưới, cười đề nghị nói. Cũng phải, từ khi gả cho cha con, ta còn thật chưa thấy qua ông ấy đổ bệnh, nhiều nhất cũng chỉ là dạ dày có chút không tốt mà thôi. Tạ thị phân phó hổ phách cho phòng bếp đi chuẩn bị canh gừng. Bao tử không tốt, cũng do cha thường xuyên ở bên ngoài ăn cơm xã giao, bụng không uống rượu, có thể không khiến dạ dày bị thương sao? Vân Khanh dùng thìa bạc xiên một miếng lê cho tạ thị ăn, chính mình cũng ăn một khối. Tạ thị ăn quả lê, mang trà lên đang chuẩn bị uống một ngụm, không biết như thế nào, tay cầm không vững, hoành một tiếng chén trà bị đánh rơi, vỡ vụn ra. Vân Khanh cúi đầu vừa thấy mảnh sứ vỡ vụn màu trắng dưới nền xanh, trói mắt cực kỳ. Không biết tại sao, tiếng vỡ này giống như nện vào lòng của Vân Khanh, khiến cho nàng hoảng sợ bất an, rốt cục đến buổi chiều, trong tiếng mưa to không ngớt loại bất an này đã được chứng thật gã sai vặt chạy tới nói thẩm mậu cùng ba người thương nhân tơ lụa khác trên đường đi lên núi vừa vặn mấy ngày liền mưa to đem đất đá ở triền núi bóc ra hôm nay lại có thêm một trận mưa to trong núi đột nhiên xuất hiện đá lở đem thẩm mậu cùng ba vị thương nhân kia đẩy xuống sông lớn phía chân núi hiện không rõ tung tích vân khanh vừa nghe chỉ cảm thấy trước mặt bỗng tối sầm sau một lúc lâu mới hoàn hồn lại, lại nhìn Tạ thị, cũng là hai mắt dại ra, đi đứng mềm nhũn, ngồi sụp ở trên giường la hán. Vân Khanh chạy nhanh giúp đỡ Tạ thị đứng lên, bảo Phỉ Thúy đi xuống nấu phần canh an thần. Lại nghĩ tới tin tức này vừa truyền đến, đã khiến nàng cùng mẫu thân nghe xong đều cơ hồ muốn té xỉu, chỉ sợ tổ mẫu khi biết tin thật không biết sẽ như thế nào, vừa muốn phân phó, lại nghe bên ngoài có tiểu nha hoàn vội vàng chạy tới vạt áo trên người còn tung tóe vết bùn tiểu thư lão phu nhân nghe được tin tức lão ra gặp chuyện không may đã ngất xỉu rồi vân khanh vừa nghe đến tin này lập tức lạnh chân mày cả giận nói là ai chạy tới nói cho lão phu nhân tin tức này một bầy nha hoàn hai mặt nhìn nhau đều nhìn nha hoàn mặc áo màu xanh biếc vân khanh chỉ vào kia nha hoàn nói là ngươi sao phỉ thúy đi ra vừa thấy nha hoàn kia đã biết tám chín phần 10 câu chuyện, kia không phải là chân châu sao? Vừa rồi gã sai vặt mới báo lại đây, nàng liền đem tin tức hấp tấp đi nói cho lão phu nhân, lúc này còn muốn biểu hiện mình, chẳng lẽ không biết lão phu nhân thân mình không tốt, tin tức lão gia gặp nạn có thể sẽ đem lão phu nhân đang còn sống bị dọa chết. Kéo xuống cho ta, đánh 40 đại bản rồi đuổi ra ngoài. Vân Khanh căn bản không muốn cho chân châu nhiều lời, lập tức cho người kéo đi xuống sau khi phụ thân xảy ra chuyện, trong phủ đúng là lúc lòng người thay đổi nhanh nhất. Trân Châu này thừa dịp đi báo tin, cho rằng mình là người có công đầu tiên, kỳ thật là có lòng gây rối, muốn làm loạn lòng người. Liêu Thúy đây là lần đầu tiên thấy Vân Khanh sắc bén sai bảo hạ nhân như thế, biết nàng là thực sự nổi giận, vội vàng hướng đám nha hoàn phía rơi nháy mắt, người người đều ngậm miệng lại liếc mắt nhìn quét qua mọi người chung quanh có biểu tình giống nhau nhưng tâm tư khác nhau. Vân Khanh nghiêm mặt nói, chủ tử nói cái gì, thì các ngươi làm cái đó, đừng tưởng rằng tự mình quyết định thì có thể mang lại lợi ích gì. Nếu về sau còn có người muốn bắt trước chân châu như vậy, nàng ta chính là một bài học cho các ngươi. Vân Khanh vào lúc tạ thị đang mang thai, đã trông nom quản gia gần một năm, đã có uy nghiêm của mình, hơn nữa nàng xưa nay biết thu mua lòng người lúc này không một ai dám phản bác nàng. Nhưng chỉ có nàng biết, trong lòng nàng không được bình tĩnh như ngoài mặt. Nay quan trọng nhất là phải biết tin tức của cha, kiếp trước rõ ràng không có xảy ra việc này, hôm nay như thế nào liền phát sinh việc đá lở này chứ? Nàng xoay người vào phòng, tạ thị sau khi được Lý Ma Ma Thoa tí dầu, tình trạng tốt hơn rất nhiều, nhưng vẫn như trước dựa vào trên gối đầu, thoạt nhìn bị đả kích rất lớn. Nương, người đừng vội, chờ quan phủ báo tin, bọn họ đã phái người đi xuống chân núi tìm, cũng có người lặn sông tìm, người trước đừng gấp. Vân Khanh mở miệng khuyên nhủ. Tạ thị gật gật đầu, yên lặng ở trong lòng thầm khẩn cầu Bồ Tát phù hộ, hy vọng thầm mậu không có chuyện gì. Đợi đến ngày thứ tư, quan phủ truyền đến tin tức, ở bờ sông đã phát hiện hai cỗ thi thể, bởi vì bị cá sông cắn nát bươm, lại bị ngâm nước hai ngày, nhận không ra bộ dáng, quan phủ thông chi người của bốn gia đình đến nha môn nhận xác. Tạ thị chợt nghe đến tin tức này, sắc mặt trở nên trắng bệch, nhưng không có té xỉu, mà là nhíu mi nói với Vân Khanh, nương đi nhận là được rồi, con đừng đi. Thi thể bị ngâm trong nước ba ngày, cái loại hình ảnh đáng sợ này, tạ thị không muốn nữ nhi đi đối mặt, nhưng Vân Khanh không chút do dự lắc đầu nói, nương, con muốn đi. Nhìn ánh mắt nữ nhi kiên định cùng chấp nhất, tạ thị trần chờ một chút, gật gật đầu, kêu lên xe ngựa, hai mẹ con đi tới nha môn. Trong hậu viện nha môn còn có người khác, trừ thẩm ra, người nhà của ba thương nhân gặp nạn kia cũng đến, gặp mặt nhau, ai cũng có thể từ trên mặt nhìn ra cái loại cảm giác không yên cùng lo lắng của người kia, lúc này cũng không có hàn huyên, chỉ gật gật đầu xem như chào hỏi. Nhà dịch mang tới hai cỗ thi thể lại đây đặt ở trong viện, dưới tấm vải trắng, là hai thi thể đã được thay áo liệm. Đây là do quan phủ cung cấp, sau khi kéo tấm vải trắng, mùi thi thể thối giữa liền sộc ra. Nhà dịch hỏi người của bốn nhà, có nhớ dấu hiệu hay ấn ký gì hay không? Sau đó căn cứ vào nội dung vừa ghi, lại kiểm tra thi thể. Tạ thị hàm chứa nước mắt nói, thẩm mậu trên cánh tay phải có ba nốt ruồi nhỏ, phía sau tay trái có một vết sẹo nhỏ. Trong ngày thường nếu để cho bà nói những việc ấy, bà chắc chắn nói không nên lời nhưng là lúc này bà chỉ hy vọng hai cỗ thi thể kia không có những đặc thù mà bà nói vân khanh đỡ tạ thị trong lòng cũng không yên sợ hãi loại tâm tình này thực phức tạp cũng rất khó hình dung cho đến khi nghe thấy nha dịch tuyên bố hai cỗ thi thể là của hai nhà khác nàng mới thả lỏng xuống lại cảm thấy toàn thân giống như vừa ngâm ở trong nước cơ hồ đã ướt đẫm tạ thị cũng như vậy một đường nhờ Lý Mama giúp đỡ về tới trong phủ. Cứ như vậy, lại đợi 7 ngày, 7 ngày này Vân Khanh không có đi đến trường, mỗi ngày đều ở nhà coi chừng Tạ thị, con phải đi thăm tổ mẫu đang ngã bệnh, ngoài mặt thoạt nhìn nàng vẫn bình tĩnh, kỳ thật trong nội tâm vẫn luôn bất an. Mà lúc này quan phủ lại truyền đến tin tức, mùa hạ là mùa mưa nhiều, là lúc mực nước lên cao, nếu sau nửa tháng còn không tìm thấy thi thể, tình huống sẽ không tốt hơn nữa những thương nhân này đều là bị đất đá trôi đầy xuống có khả năng đường hô hấp đều sẽ bị tắc cơ hội còn sống càng nhỏ thi thể rất có khả năng bị trôi tới vùng hạ lưu hoặc là đã bị cá ăn mất một nhà khác sau nửa tháng chờ đợi đã treo lên đèn lồng màu trắng bắt đầu làm tang sự vân khanh vốn tưởng rằng tạ thị lúc này sẽ ngã gục nhưng ngược lại tạ thị lại càng sống càng có tinh thần mỗi bữa cơm ăn chừng hai chén Mỗi ngày ở trong phủ quản lý mọi việc từ trên xuống, còn lo lắng đi chăm sóc lão phu nhân. Vân Khanh muốn chia sẻ gia sự, Tạ thị còn khuyên Vân Khanh đi đến trường, chuyện trong nhà có bà trông nom đã đủ rồi. Phần này đến đây là hết. Mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh. Nếu các bạn yêu thích kênh, hãy nhấn theo dõi nhé. Cảm ơn các bạn.